Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 31 tháng 10 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, ngày hứng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời quang mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.